Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nếu như các bạn nào mà quan tâm đến những cái app đào Bitcoin uy tín hoàn toàn miễn phí thì hãy click xuống phần mô tả để lấy cái đường link và đăng ký để đào các bạn nhé. Mình đã rút rất là nhiều lần ở trong cái mấy cái app mà mình chia sẻ bên dưới phần mô tả rồi. Những cái dự án đó đều là 100% free và uy tín các bạn nhé. Thì tiếp theo là cái thông tin KYC rất là hot hiện tại, đó là chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mỗi một ngày thì các bạn sẽ phải vào đâu rồi? Mỗi một ngày các bạn sẽ vào P Browser các bạn nhé. Thông tin đến các bạn là hồi chiều mình có đọc một cái thông tin, cho nên là mình phải chia sẻ gấp cho các bạn. Đó là hàng ngày từ 6 giờ sáng, nằm trong khoảng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ, các bạn sẽ vào cái phần KECP này. Bạn vào phần KEC này từ 6 giờ đến 9 giờ thì các bạn sẽ được KEC các bạn nhé. Nhưng mà chỉ dành cho 100 người thôi, 100 người nào nhanh nhất. Thì nếu như các bạn vào chậm ngày hôm nay thì ngày mai các bạn vào lại cũng không sao cả. Nhưng mà mỗi ngày nó chỉ cho phép các bạn là 100 người đầu tiên. Đó, 100 người vào đầu tiên. Thì khi mà các bạn vào cái phần KEC này vào buổi sáng thì nó sẽ hiện lên một cái phần này. Nó sẽ hiện lên cái phần này và nó ở cái phần này là nó load rất là lâu. Nó hiện lên cái phần này, các bạn tích vào đây xong là nó sẽ load rất là lâu, nhưng các bạn phải ráng để các bạn chờ đợi nó để nó load ra cái này. Sau đó các bạn nếu có passport thì các bạn chọn passport, hoặc các bạn chọn ID card hoặc driver license, cái này thì mình không rành mấy. Đó, nó là như vậy. Thì các bạn phải chờ đợi để nó load, vì nó load rất là lâu các bạn nhé. Đấy, đó là cái thông tin mà mình nói đến các bạn, đó là hàng ngày là sẽ có 100 cái slot cho các bạn KYC. Thì cứ buổi sáng sớm là nó nằm ở trong khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ thì các bạn phải vào đây. Các bạn bấm vào đây. Hồi sáng mình đã vào thử rồi. Nó tại vì nó load lâu quá thành ra mình không chờ được. Mình lại thoát ra. Cho nên là mình đã mất cái lượt ngày hôm nay rồi. Đấy, thì ngày mai các bạn lại vào tiếp để các bạn canh cái giờ để các bạn vào nhá, nằm trong khoảng từ 6 đến 9 giờ. Thì mình cũng rất là mong các bạn sẽ được KYC sớm. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì vì đây là cái thông tin hot nên mà mình sẽ thông tin đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhá.